Cà phê vì phở uống có kỳ không nhiên? Đó là câu hỏi tôi nhận được khi đang story quay ly cà phê mình uống. <laughs> nghe cái tên kiểu hơi sốc đúng không mấy bạn? Chuyện là mình có thằng bạn cùng tuổi về quê khởi nghiệp với cà phê, nói chăm chút cái quán kỹ lắm. Những món cà phê hiện đại tân tiến ở Sài Gòn đều được nó mang về quê với mong muốn là thay đổi tư duy và thay đổi thói quen uống cà phê của người dưới quê mình. Mình trước đây là một đứa trẻ thích cà phê. Nếu vào quán mà gọi cà phê thì chắc chỉ vì nó rẻ hoặc là không biết kêu gì. Nhưng dần về sau sau khi mà mở quán những gì ta thì mình cũng uống cà phê đều đặn và có chút cảm nhận về cà phê hơn. Những hôm nó mới khai trương quán cũng là đám cưới của một thằng bạn nữa Nên là cả đám rủ nhau sau khi ăn đám cưới thì qua ủng hộ cái quán mới của thằng bạn mình nó giới thiệu về món cà phê vị phở mình nghe xong kiểu ổ lạ thử thì thấy ngon nha đặc biệt là khá thích cái hôm về lại sài gòn mình đi làm việc ở quán ruột là là việc trùng hợp thay thì ở đây cũng có cái món này nên là mình cũng gọi thử thì cà phê ở đây nó đậm mùi hơn cái thằng bạn mình làm nhưng cái nào cũng ngon cả bữa mình đăng story lên có bé cái hỏi kỳ quá uống có được không có chỏi không ạ à? xin thưa là không nha vì vị phở thì dùng thảo mộc lá húng quế ớt vân vân chứ đâu có bỏ nguyên miếng thịt bò vào đâu nên không có bị kỳ mở là việc họ cho thêm trái ớt mình hỏi thì nhân viên kêu là chỉ để cho đẹp thôi chứ không ăn cay lắm nhưng mà mình vẫn cũng có thích cắn rồi để lại ớt trong ly cà phê nó sẽ ra cái vị cay cay xong rồi uống còn thú vị hơn nữa trước đây nếu mà uống cà phê thì mình chỉ thích uống cà phê sữa của ông bà trên đường bà hàng mà mình đã có làm một cái clip review tới tổng mười mấy triệu view rồi đó hai là cà phê muối bà tuyết làm vừa thích thêm cái cold brew này nữa là kiểu vị cà phê nhẹ vừa phải vị chua mát mát hương thơm của thảo mộc và là húng quế khá là kích thích ngó thử thì cái món này họ chỉ bán tới ngày ba tháng mười hai vậy là sắp hết hạn rồi nhưng mà giờ mình mới suy nghĩ là review về cái món cà phê này trên kênh của mình nên nếu mà ai có ở bình phước thì có thể ghé ở bạn mình số 93 location mà thử vậy thì mình thấy quán của nó là chỉnh chu và bài bản nhất ở quê không phải kiểu về quy mô mà là về không gian sự chăm chút và đầu tư vào chất lượng sản phẩm còn ở sài gòn thì mình cũng ít đi cà phê nên cái sự hiểu biết nó cũng có hạn chế mình chỉ biết mỗi ở là việc bán món này thôi nếu mà bạn cũng tò mò thì có thể thử hết còn nếu mà bạn đã uống rồi thì bạn thấy vị của nó thế nào cảm ơn các bạn đã xem mình là những Thích ăn người kể về món ăn và trải nghiệm